Ngồi đi. Chị mới xuất viện, sức khỏe còn yếu. Tôi đã sai người dọn dẹp căn phòng cho chị rồi. Chị cứ thoải mái như ở nhà. Cần gì cứ báo tôi một tiếng, tôi sẽ cho người đi mua giùm chị. Cảm ơn em. Không cần phải cảm ơn. Tôi là vợ anh Bảo, tôi có trách nhiệm phải chăm lo cho người, sinh con cho chồng tôi. Ừ. Tôi đã kêu chị Nữ chăm sóc và hướng dẫn chị cách sinh hoạt trong gia đình rồi. Còn anh, đi với tôi tới công ty đi, chuẩn bị cho bản hợp đồng sắp tới. Cô có việc đi làm trước đi. Tôi muốn ở nhà thu xếp cho Ngọc Anh xong xuôi mọi chuyện trước, rồi tôi sẽ tới công ty để giải quyết công việc sau. Mấy ngày nay anh nghỉ làm, công việc bị động lại thế nào anh biết không? Bây giờ còn không tới giải quyết, đợi khi nào? Anh là đàn ông, là trụ cột trong gia đình thì phải lo việc lớn, không thể suốt ngày chú tâm vào những việc nhỏ nhặt như vậy. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đó. Thưa ba mẹ con đi. Ờ con. Ờ. Bảo à, sao con lại cư xử trước mặt con Hân như vậy? Mẹ nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi. Còn cô, cô đừng nghĩ là cô được bước chân vào trong cái gia đình này là cô làm quyền. Giữ khư khư thằng Bảo không buông, cô phải nên biết điều một chút chứ. Mẹ à, đây là quyết định của con. Mẹ đừng có hễ chuyện gì cũng đổ lỗi cho con Anh có được không? Cái gì? Bây giờ con gì nói mà cãi lại lời mẹ phải không? Mẹ có thể cư xử công bằng với Ngọc Anh có được không? Mẹ cứ như vậy làm sao con có thể tin tưởng để Ngọc Anh ở nhà một mình được chứ? Bây giờ ai ức hiếp nó? Con không lo đi làm, không quan tâm gì tới cái nhà này, thì mẹ mới thấy nó chướng mắt đó. Thôi thôi, thôi được rồi. Hai mẹ con bà đừng có cãi nhau nữa. Trong nhà này chưa đủ ầm ĩ hay sao? Mỗi người nhường nhịn nhau một chút đi. Bảo à, con là đàn ông, phải đặt sự nghiệp lên trên. Dạ. Bà cứ để từ từ con nó sắp xếp rồi nó đi làm. Có gì đâu mà bà cứ hối nó. Ông không thấy con Hân nó giận nó bỏ đi sao? Hay là ông muốn nó bỏ về nhà luôn, để ba nó rút vốn khỏi công ty thì ông mới vừa lòng? Không sao đâu, em đừng có lo lắng, có anh ở đây rồi. Để anh kêu chị Nữ sắp xếp chỗ ở cho em, anh đến công ty sẽ điện thoại cho em. Thôi khỏi đi, công việc đâu có người ta lo rồi, con lo đi làm đi. Dạ. Thưa ba mẹ cô đi làm. Em đừng lo lắng quá, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Dạ. Nó đúng là kẻ giả tạo mà. Nếu không vì đứa cháu nội á, thì nó đừng có hòng đặt chân một bước vào cái nhà này. Tôi thật sự không hiểu, tại sao cô biết rằng cô không có khả năng làm mẹ mà cô lại cố tình lấy tôi là vì cái gì chứ? Vì tài sản à? Chắc là không. Tình cảm thì càng không. Thù hận thì không lý nào. Vậy là vì cái gì chứ? Vì cái gì à? Vì sự ích kỷ. Ích kỷ trong từng con người luôn có. Chẳng qua là có người lộ ra, có người che giấu mà thôi. Với tôi không có sự giả tạo. Sẽ đến một lúc anh nhận ra rằng Ngọc Anh không yêu và hy sinh vì tình yêu dành cho anh đâu. Tôi không muốn tranh luận với cô nữa. Tôi đã từng vì tình cảm của Ngọc Anh mà sống tốt với cô, nhưng mà tôi không ngờ cô liên tiếp muốn hãm hại Ngọc Anh. Tôi đã hãm hại chị ta? Rõ ràng tôi mới là người bị hại. Trước đây và cả bây giờ cũng vậy. Chỉ có anh là mù quáng mới tin là chị ta là người bị hại. Tôi không muốn tin những gì cô nói đâu. Tôi không biết là cô sẽ tiếp tục làm hại gì cô ấy, nhưng mà tôi nói cô nghe, tôi sẽ không để cho cô đạt được mục đích đâu. Đừng có phí công, phí thời gian. Những người bản lĩnh thì sẽ không nói ra bằng lời đâu, họ sẽ thể hiện bằng hành động.
Alo, con nghe nè mẹ. Sao rồi con? Con ổn, mẹ đừng lo cho con. Bây giờ con đang ở phòng riêng nghỉ ngơi. Con thấy khỏe lắm mẹ. Phòng ốc ra sao con? Có thiếu thốn gì không? Để mẹ mua qua cho con. Dạ, phòng lớn lắm mẹ, đầy đủ tiện nghi nữa. Mẹ không cần phải mua gì thêm qua cho con nữa đâu. Mà mấy người bên đó, họ đối xử với con như thế nào? Còn Nhã Hân, nó có nói gì con không? Dạ, bây giờ con đang mang thai, nên mọi người đối xử với con rất là tốt. Mẹ cứ yên tâm đi. Con biết ứng phó bảo vệ mình mà. Dạ, vậy thôi, mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Con cũng soạn đồ một chút. Có gì con gọi lại mẹ sau nha. Mẹ con mình bước vào nhà này rồi. Tạm thời mình nhẫn nại mà chịu đựng nha con. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Mẹ nhất định làm tất cả để mẹ con mình được ở gần ba con. Mình không muốn mẹ buồn nên đành nói dối. Cũng không thể để anh Bảo vì mình mà lo lắng không yên. Tôi biết chị không an tâm khi để cháu anh ở nhà tôi. Từ hôm ở nhà anh Quân về, tôi đã rất muốn gặp chị để nói cho chị hiểu hơn về hoàn cảnh hiện tại của hai gia đình. Bản thân tôi là mẹ mà chỉ biết đứng nhìn con gái càng lúc càng lún vào hố sâu thù hận và tranh giành mà không có cách nào hóa giải được. Ý chị muốn nói tới Nhã Hân? Nhã Hân mang lòng oán hận nên mới quay về muốn kết hôn với Gia Bảo. Nó muốn trả thù Ngọc Anh và tôi. Nó chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau trong quá khứ. Giờ đây, khi biết Ngọc Anh mang thai, nỗi hận trong lòng nó càng lớn hơn. Nhưng ngoài mặt, Nhã Hân vẫn tỏ ra bao dung. Điều này khiến tôi càng lo sợ gấp ngàn lần. Lỗi lầm ngày đó đâu chỉ có hai mẹ con chị đâu. Chính tôi mới là người gián tiếp gây nên tội. Tôi không có cách nào ngăn cản con gái đừng quay về Gia Hưng. Nó quá yêu Gia Bảo cho nên bất chấp mọi nguy hiểm. Bản thân tôi thì không thể ở bên cạnh bảo vệ con gái mình. Tôi chỉ còn biết trông nhờ vào anh, thương tình mà che chở cho nó. Dù không có lời nhờ cậy của chị thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Ngọc Anh đang mang thai là cháu nội của tôi. Hơn hết, tôi cũng quý mến cháu ở tính nết hiền lành nhân hậu. Có câu nói này của anh, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Trong thâm tâm tôi, không bao giờ tôi quên những ân tình mà anh đã dành cho mẹ con tôi bao lâu nay. Những điều tôi có thể làm cho chị chỉ có vậy. Nhìn chị sống vui vẻ hạnh phúc thì lòng tôi cũng thấy được yên bình. Thank you.
Anh nhìn cái gì vậy? Dạ đâu có nhìn gì đâu. Bà đi đâu giờ này mới về? Vô đây, vô tôi biểu. Ngồi đó. Có phải bà tới thăm con nhỏ Phản Phúc nữa không? Tôi nói cho bà biết, tôi cấm không cho nó bước nửa bước vô nhà tôi, bà hiểu chưa? Dù sao thì nó cũng là con của tôi, tại sao tôi không thể nào lo cho nó được chứ? Được, nếu bà muốn lo cho nó, bà xách túi tới đó ở với nó đi. Tôi không chứa chấp cái đồ Phản Phúc trong cái nhà này. Ông đừng có quá đáng. Ông thương con gái ông thì tôi cũng phải biết thương con gái của tôi chứ. Để sao? Để sao hả? Bà đừng có trả treo với tôi. Tôi nói cho bà biết, không có tôi á thì mẹ con bà có được như ngày hôm nay không? Cũng vì mẹ con bà mà con Hân nó hận tôi bao nhiêu năm nay. Bà phải biết điều mà sống sao cho phải với tôi. Còn không á thì đến từ đâu thì trở vậy đó. Cuối cùng thì ông cũng đã mở lời. Thật ra trong lòng ông vốn đã không có tôi, đó chỉ là những ham muốn nhất thời mà thôi. Ông tạo ra làm gì để cho mẹ con tôi phải chịu oan nghiệt như vậy chứ? Tôi chưa từ bạc đãi mẹ con bà. Những lời hứa bảo bọc mẹ con bà tôi đã làm. Chỉ có mẹ con bà là không biết thân biết phận thôi. Con nói thiệt, nhà mình tự nhiên có người lạ vô, không quen gì hết trơn. Con nói thiệt, vì con thương bà chủ nè, chứ không thôi con nghỉ việc lâu rồi. Mà bà chủ ơi, bà chủ đừng có tức giận nha. Bà chủ tức giận là mau già lắm đó. Tao kỳ cái chữ già nghe chưa? Biết rồi. Biết sao được, chuyện lỡ dở thì phải đành thôi. Ra vô đụng mặt cũng khó chịu lắm, nhưng cũng phải chấp nhận. Mà công nhận á, bà chủ nói đúng thiệt á. Nhìn cái mặt nhỏ Ngọc Anh, con thấy nó giả tạo gì đâu á. Con thấy Mở Hân á, coi vậy á, mà thẳng tính, thiệt tình đó bà. Cũng may con Hân là đứa biết chuyện, nó chịu về thì cái nhà này mới được yên ổn đó. Vậy mà thằng Bảo không chịu ngó ngàng gì tới, nó chỉ biết lo cho con Anh thôi. Cái thằng không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lúa gì không biết nữa. Con cũng hiểu cậu Bảo sao nữa, tại cậu Bảo không có mắt á. Chứ con thấy hả, con Ngọc Anh có đẹp gì đâu. Con nói thiệt á, con còn đẹp hơn con Ngọc Anh nữa. Chỗ ngủ mày ở đó hả? Riết là tao thấy mày tự nhiên quá. Đâu phải chỗ ngủ của con, con làm cho đẹp thôi mà. Nè, ngày mai đi chợ mua mấy con gà ác, rồi ghé tiệm thuốc bắc hốt mấy thang, đem về hầm với gà ác để cho con Ngọc Anh nó ăn đó. Ôi da, ôi trời ơi, làm gì mà phản ứng bóp đau vậy nè? Con xin lỗi bà. Bà nghĩ sao vậy? Con ghét Ngọc Anh muốn chết à, tự nhiên vậy bắt đi mua đồ cho nó ăn là sao? Mày nghĩ tao thương nó lắm hả? Chẳng qua vì đứa cháu nội của tao thôi, phải tẩm bổ cho nó, để nó sinh cho tao đứa cháu trắng tròn, mập mạp, hiểu chưa? Con biết rồi. Nè, phải cẩn thận, và coi chừng con nhỏ đó cho tao. Đừng để con nhỏ nó đi lung tung, nhất là nó lên phòng của vợ chồng thằng Bảo. Đừng để con Hân nó thấy nó khó chịu đó. Con biết rồi. Nói nhiều quá à. Trời đất ơi, mệt mỏi à. Mày làm gì vậy? Ê, lộn phòng rồi con. Chỗ này là chỗ ngủ của bà. Mà giờ này không phải là giờ ngủ, giờ làm công chuyện. Làm công chuyện giùm cái đi. Xin lỗi. Cái gì cũng la lối la lối, mệt mỏi à. Ngày trước mình từng ao ước tự tay trang trí cho phòng tân hôn của mình với anh Bảo. Ai ngờ giờ nó lại là phòng của người khác.
Ngọc Anh. Dạ. Cô làm gì đó? Đứng lại. Dạ. Có thai, tại sao không về phòng nghỉ ngơi? Lên đây làm gì? Dạ, dạ con... Cô muốn thăm dò cuộc sống vợ chồng thằng Bảo đúng không? Dạ, dạ không phải, con không ý vậy đâu bác. Chỉ là con... Muốn đi đâu thì đi, nhưng không được lên đây. Trên đây là khu vực cấm đó. Sao lại cấm vậy bác? Tôi nói cấm là cấm, không cần phải hỏi nhiều. Xuống dưới đi, không có việc gì cần thiết, không được bén mảng lên đây. Dạ. Có vẻ thảnh thơi quá hả? Nhã Hân, chị thật khéo làm trò. Mục đích của chị vào nhà này là để muốn giành anh Bảo chứ gì. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng tôi thì nhìn rất rõ. Nhã Hân à, đúng là chị có lỗi với em. Chị không nên như vậy với anh Bảo. Nhưng em hãy hiểu cho chị, chị quá yêu anh Bảo nên chị không thể nào ngăn chị được. Em đừng có hiểu lầm chị nha. Hiểu lầm? Tôi không biết là tôi đã hiểu lầm chị ở điểm nào nữa. Tôi hiểu gì chị rõ lắm. Trước mặt tôi không cần phải tỏ vẻ như vậy đâu. Chị đồng ý về đây sống cũng chỉ vì đứa con trong bụng của chị thôi. Không phải chị muốn tranh giành gì với em đâu. Chị mong em hãy mở lòng. Đứa trẻ trong bụng của chị là vô tội. Thôi đi, tôi đã nói rồi, trước mặt tôi đừng có đưa cái bộ mặt giả tạo đó ra nữa. Điều đó chỉ làm tôi căm ghét chị hơn thôi. Tôi đã lầm, rất lầm khi nghĩ chị hối hận. Cuối cùng chị vẫn là một kẻ tham lam, ích kỷ. Không phải đâu Nhã Hân, em đừng có nghĩ chị như vậy. Em tin chị đi Nhã Hân. Chị xin thề, chị xin thề với em à. Nếu lời thề có thể ứng nghiệm, tôi nghĩ là chị đã không còn có thể đứng ở đây nữa đâu. Tôi nói có phải không? Chắc là mình thần hồn nát thần tính thôi, chứ không có ai rình mò trước cổng đâu. Vì chuyện của con Ngọc Anh mà mình cứ luôn thấp thỏm lo lắng không yên. Không biết con Ngọc Anh bây giờ bên đó làm sao rồi nữa. Bắt đầu ngày hôm nay mà không được đi đâu hết, ở yên trong nhà cho tôi. Bà có nghe tôi nói không? Hả? Ừ. Hả? Ông nói cái gì? Tôi nói á, kể từ hôm nay bà không được đi ra khỏi nhà, đi thăm nhỏ Phạm Phúc đó nữa. Ông không có quyền ngăn cấm tôi. Dù sao Ngọc Anh cũng là con gái của tôi. Tôi cấm bà không được nhắc tới tên con nhỏ Phạm Phúc đó. Trong gia đình này từ đây á, không dính líu gì con nhỏ đó hết. Bà cũng không được nhắc, nếu không á, ra khỏi nhà. Tôi thật không ngờ ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy. Bà mà cứ như vậy á, tôi không muốn ăn cơm trong cái nhà này nữa. Bà nên biết người có lỗi á là con gái của bà. Ai vậy? Dạ con đây mẹ ơi.
Mẹ. Con xin lỗi vì làm phiền mẹ giờ này. Thưa ba. Chuyện gì vậy con? Lúc tối con thấy mình có lỗi nên định bụng là pha một ly sữa mang qua phòng sách cho anh Bảo. Nhưng con không thấy ảnh trong phòng. Gọi điện thoại thì không gọi được. Con tìm khắp ngoài qua viên cũng không thấy nữa. Con lo quá, không biết ảnh có đi ra ngoài không hả mẹ? Sao con liên lạc không được? Chắc là nó... không có chuyện gì đâu con. Con đừng quá lo lắng. Phải rồi, con quên mất. Bây giờ anh ấy đang ở. Con xin lỗi vì làm phiền ba mẹ. Con xin phép. Thì là quá đáng. Giờ này ai mà còn gõ cửa nữa vậy? Ngọc Anh à? Ngọc Anh, cô ngủ chưa? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ hả anh? Ngọc Anh, mẹ anh gọi em. Em ở trong này đi, để anh ra cho. Anh, không được đâu. Mẹ mà biết anh ở đây với em, mẹ sẽ giận lắm đó. Tôi muốn nói chuyện tại với sao cô chúng ta đó. Phải lén lút với nhau chứ? Có chuyện gì vậy mẹ? Cô Ngọc Anh, cô ra đây, tôi muốn nói chuyện với cô. Mau lên. Tụi con đang ngủ mà mẹ. Nè, cô phải biết bản thân mình đang mang thai, cô cần phải giữ gìn chứ. Vậy mà cô vẫn cố tình lẳng lơ, dụ dỗ lối kéo thằng Gia Bảo. Dạ con... Không hiểu cô là loại đàn bà gì. Sao mẹ lại dùng những lời lẽ nặng lời với Ngọc Anh như vậy chứ? Cái này là con tự nguyện ở lại phòng chăm sóc cho Ngọc Anh mà. Tụi con yêu nhau mà. Chẳng lẽ tụi con làm như vậy là sai sao? Cái sai của con là bỏ vợ đi ngủ với nhân tình nè. Còn cái sai của cô á, ngang nhiên cướp chồng người khác. Ngày trước mẹ cô đi cướp chồng người ta, bây giờ tới lượt cô. Mẹ con cô không biết xấu hổ là gì mẹ hết. Mẹ đừng có nói nữa có được không? Mẹ thật quá đáng. Cậu anh đã vì con đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thiệt thòi rồi, vậy mà mẹ lại nặng lời xúc phạm tới Ngọc Anh như vậy. Nếu mà mẹ luôn có thành kiến với Ngọc Anh như vậy, vậy thì ngày mai con sẽ đưa Ngọc Anh ra khỏi nơi này, để cho mẹ khỏi hành hạ tinh thần của Ngọc Anh nữa. Con được lắm, vì cái con nhỏ này mà con nặng lời với mẹ mình, con còn có mẹ ra gì nữa không hả? Vậy mẹ có nghĩ thấy cảm nghĩ của tụi con không? Lẽ ra tụi con là vợ chồng của nhau, vì sao? Vì sao mà tụi con phải ra nông nỗi này hả mẹ? Gia Bảo à, em xin anh đừng nói thêm điều gì làm cho bé giận hơn nữa. Anh đi về phòng đi. Anh về phòng đi. Anh không về. Anh sợ là đây về. Tại sao anh phải về chứ? Em xin anh mà, anh đừng đặt em vào tình cảnh khó xử như vậy nữa. Anh đi về phòng giùm em đi. Mẹ à, con im lặng là con không muốn tiếp tục gây ồn ào giữa đêm khuya như thế này. Nhưng không có nghĩa là mẹ đúng. Con mong là mẹ hãy hiểu cho sự thiệt thòi chịu đựng của Ngọc Anh và đừng gây thêm cho cô ấy bất cứ sự tổn thương nào nữa, sẽ ảnh hưởng tới con của con. Đến một lúc nào đó, sự chịu đựng của con cũng chỉ có giới hạn thôi mẹ à. Tôi nói đây không phải nghĩ cho riêng ai hết. Bản thân cô, sức khỏe cô đã kém, cô cần phải dưỡng thai. Trong lúc này, tôi nghĩ cô nên nghĩ cho đứa con trong bụng của mình. Thank you.
Không có sao đâu em, có anh ở đây mà. Anh sẽ luôn bảo vệ cho em, không sao đâu. Bình tĩnh lại đi. Tôi đã lầm, rất lầm khi nghĩ chị hối hận. Cuối cùng chị vẫn là một kẻ tham lam, ích kỷ. Dì con, dì ba của con, mẹ sẽ chiến đấu với cô ta đến cùng. Dù cho có phải dùng đến thủ đoạn, mẹ cũng sẽ làm. Thì ra ngày đó Nhã Hân nó mang thai rồi con à. Nó đã không giữ được đứa bé, còn mang thêm di chứng, không thể nào sinh con được nữa. Mẹ nói gì mẹ? Nhã Hân, chuyện thật vậy hả mẹ? Con còn nhớ lúc ở bệnh viện, Hân nó cũng từng nói tới đứa con. Nhưng vì trong tình cảnh rối rắm nên mẹ con mình không để ý tới. Gần đây mẹ nghe được điều này từ dượng con. Ngày đó bác sĩ đã gọi ông ấy vào nói chuyện riêng. Mẹ không nghĩ là sự việc lại đến nông nổi như vậy. Nghĩ lại mẹ thấy thương Nhã Hân, nhưng cũng từ nguyên nhân đó mà nó trút mọi oán hận lên đầu con. Con thật là có lỗi quá lớn. Tại con, tại con mà Nhã Hân phải chịu nhiều đau đớn bất hạnh như vậy. Tại con phải không mẹ? Con à, con đâu có biết được chuyện Nhã Hân mang thai, làm sao mà có thể trách con được chứ. Con gái của mẹ, dù con có làm lỗi điều gì thì mẹ cũng sẽ gánh hết cho con. Ngày ngày mẹ sẽ cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho những lỗi lầm của con và cả cho mẹ nữa. Mẹ, đến lúc mọi chuyện được phanh phui rồi, chuyện mình đang mang thai và cả chuyện Nhã Hân không thể sinh con sẽ đến tai ba mẹ anh Bảo. Đến lúc đó thì họ cũng bắt buộc phải cho mình bước vào nhà mà thôi. Cả ông trời cũng muốn giúp mình để cho mẹ mình biết sự thật về Nhã Hân. Ngọc Anh, Ngọc Anh. Ông bà. Ngọc Anh, con có bị làm sao không con? Ngồi xuống đi. Em thấy trong người như thế nào rồi? Nói cho anh nghe đi. Em có bị làm sao không? Cô ta cũng sẽ phải chịu thua trước mẹ mà thôi. Không, mình sẽ không làm người cam chịu nữa đâu. Cả mình và cả đứa con sắp chào đời đều không thể thiếu anh Bảo. Ông ấy không cho mình ra ngoài, mà trong nhà cũng chẳng có gì làm hết. Không lẽ ông ấy bắt mình ở trong nhà suốt đời hay sao? Con nghe nè mẹ. Con sao rồi? Con có ăn uống gì được không? Đang thai nghén nên trong người con mệt mỏi lắm phải không?
Con cũng đỡ rồi mẹ. Con ăn cũng không nhiều lắm, nhưng mẹ anh bảo nấu đồ tẩm bổ cho con. Mẹ không phải lo đâu. Tại sao con không ăn được? Có phải thức ăn không hợp với con đúng không? Lúc ở nhà cũng nấu toàn món nhà Hân thích. Bây giờ bên đó cũng vậy đúng không con? Không được, để mẹ qua đó coi con như thế nào rồi mẹ mới yên tâm. Thôi mà mẹ, mẹ đừng có qua, mất công nhà Hân không vui nữa. Với lại cũng khiến ba mẹ anh Bảo khó xử. Nhưng mà mẹ thấy lo quá. Mẹ, hay là như vậy đi, con ra quán cà phê, con chờ mẹ, rồi hai mẹ con mình nói chuyện vậy cho tiện nha. Ờ, vậy cũng được, lát nữa mẹ con mình gặp nhau. Dạ con biết rồi. Bây giờ phải nói làm sao để được ra ngoài đây. Tôi đã và đang bằng mọi giá bảo vệ tình yêu của mình, cho nên cô đừng làm khó tôi và cậu anh. Cô hãy quên hết mọi hận thù đi. Quên à? Tôi cũng muốn quên lắm chứ. Có những chuyện đâu phải nói quên là quên được đâu. Vậy nếu tôi nói là anh phải quên đi tình yêu của anh và Ngọc anh có làm được không? Thù hận đã khiến cho mình khắc khe và nhẫn tâm hơn. Em đang đánh mất dần tâm hồn của mình rồi. Có đúng không anh Khôi? Lâu lắm rồi tôi mới ngồi trên ghế đá ăn bánh mì như vậy. Cảm giác rất là tuyệt đó. Mà sao kỳ cục vậy? Tôi giúp cô lần nào không bao giờ nghe lời cảm ơn, toàn là nghe cô quán trách không à. Anh ta không bản lĩnh, không quyết đoán, nhưng lại có tấm lòng yêu thương mọi người xung quanh. Em làm tổn thương anh ta như vậy là sai, đúng không anh Khôi? Khăn này đẹp lắm, chị nghĩ là sẽ thích hợp với em đó. Em thật sự quá mệt mỏi. Thời gian qua em chưa hề có một giấc ngủ bình yên. Có lẽ đã đến lúc em nên buông bỏ hận thù. Anh không trách em chứ? Công tác ở Sài Gòn về, mình sẽ âm thầm ra đi. Gửi anh Bảo, xin lỗi vì đã chia sẻ anh và Ngọc Anh bao lâu nay. Xin lỗi vì đã làm anh rơi vào con đường hận thù của tôi. Nếu anh thực sự yêu thương Ngọc Anh, thì phải dũng cảm đi tìm và bảo vệ tình yêu của mình. Hạnh phúc sẽ thật quý giá, khi tưởng chừng mất đi, lại tìm lại được.
Tôi không giấu và không việc gì phải giấu hết. Bởi vì cô biết Ngọc Anh đã mang thai với tôi. Hả? Cho nên cô muốn hãm hại Ngọc Anh có phải không? Trời ơi, tôi cho bà hay. Nhã Hân sau lần bị tai nạn, bác sĩ cho biết nó đã bị vô sinh. Cái người đem chuyện tôi vô sinh rồi dùng cái thai đó ép buộc tôi. Các người lập to rồi. Chính mẹ con các người đã khiến tôi phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất đời mình. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ một người nào nữa. Tôi sẽ không để cho chị được như ý đâu. Mẹ của chị cũng phải chịu sự trả thù do sự ích kỷ của bà mà ra. Ai vậy? Tôi nè. Người đẹp mang thuốc bổ cho con uống nè. Thuốc bổ? Bà kêu tôi đem lên cho cô uống đó. Uống nữa hả? Hồi sáng em uống rồi mà, bây giờ lại uống nữa sao? Thuốc bổ, càng uống càng bổ. Mà bổ là bổ cho cháu đích tôn của bà. Mau uống lẹ đi, tôi còn dọn dẹp nữa. Đi. Tôi không có thời gian hầu cô đâu. Người ta không có uống, ở đó bị đập. Chị Mỹ Nữ, gì? Chị biết sao bác gái bác em uống thuốc này hoài không? Bổ? Thì đúng là thuốc bổ rồi, nhưng mà nó còn một tác dụng khác nữa. Uống thuốc này á là đẹp da, hết mụn luôn. Mà em thấy dạo này hình như chị làm việc nhiều lắm đúng không? Hầu cả nhà, hầu thêm cô nữa. Tội nghiệp chị quá. Bây giờ em thấy da của chị dạo này sần sùi hơn, mà chuẩn bị nổi mấy cái nốt mụn luôn rồi kìa. Đó, thấy không? Trời, trời, tôi không nhận ra mình nữa. Giờ tôi dạo này xấu dữ trời. Trời, một, hai, trời, ba cái mụn rồi. Trời, còn đâu là cái tên mỹ nữ của tôi nữa trời. Chị Mỹ Nữ, chỗ chị em với nhau, em cũng thương chị. Hay là bây giờ em sẽ chia thuốc này ra cho chị, mỗi người một nửa. Em uống một nửa, chị uống một nửa. Em vừa bổ cái thai nè, chị cũng hết mụn luôn. Trời, cô thông minh quá à. Để tôi uống trước. Ý, nhưng mà không được. Uống con nửa, hết con cái mụn rưỡi à. Mà tôi tới ba cái lận. Cho tôi hết nha. Thôi không được đâu. Cho tôi đi. Không được, em còn phải uống bổ thai nữa. Da tôi dạo này xấu á. Nếu mà xấu thì đâu còn cái tên mỹ nữ của tôi nữa. Cho tôi đi. Nha. Đang nãy á. Nhưng mà... Nha. Nha. Nha, cô đẹp sẵn rồi. Cho tôi đi. Nha. Thôi cũng được. Dù sao thì ngày nào em cũng uống mà. Em thương lắm. Em mới đưa cho chị uống hết đó nha. Em thương chị lắm em mới chia lại đó nha. Cảm ơn nha. Nhưng mà không được cô ơi. Sao nữa? Bà biết sao? Bà chửi tôi á. Không có sao đâu. Chị không nói, em không nói, làm sao mà bác gái biết được. À, cảm ơn cô nha. À, chị Nữ. Bác gái có ở trên nhà không? Đang dưới phòng khách á. Có gì không? Không có gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi à. Chị uống thuốc đi. Cảm ơn nhiều nha. Mai mốt á, mà bà có biểu sắc thuốc cho cô á, cô đừng uống, cho tôi hết nha. Nha. Khi nào mà chị có mụn, em sẽ cho chị uống nữa. Hứa nha. Chị uống hết nha. Cảm ơn. Đúng là
Lan. Dạ, con chào hai bác. Ngồi đi con. Dạ. Cô uống thuốc chưa? Dạ rồi. Con xin phép hai bác cho con về thăm mẹ con một chút. Tôi đã nói cô rồi, cô đang có thai mới có tháng đầu à, cần phải ở trong phòng tịnh dưỡng, đừng để ảnh hưởng tới cháu nội của tôi đó. Dạ, tại mẹ con bệnh nên con thấy lo quá, con muốn về thăm mẹ. Con mong hai bác cho phép con về. Mẹ con bị làm sao vậy? Mấy bữa trước thấy con khỏe mạnh lắm mà. Hay quá ha, người ta bệnh mà cũng biết luôn. Con gái qua đây mới mấy ngày mà đã đổ bệnh rồi, còn kêu con gái về thăm nữa chứ. Chắc con người than thở là cái nhà này đối xử tệ với họ đúng không? Dạ, không phải vậy đâu bác. Mẹ con bị bệnh, con thấy lo nên con muốn về thăm thôi, chứ không phải mẹ kêu con về. Con biết là bác thương cháu nội nên bác chăm sóc con rất tốt, con đâu dám than phiền gì đâu. Ai biết trước mặt tôi cô không có nói gì, sau lưng tôi cô lại nói xấu. Thôi, mình đừng có khó dễ với nó như vậy. Để cho gặp anh nó về thăm mẹ nó đi. Nó lớn rồi, nó cũng biết tự chăm sóc bản thân nó mà. Tôi chẳng qua là lo cho cháu nội của mình thôi, rủi nó có bề gì thì sao đây. Thôi được rồi, cô đi đâu thì đi đi, nhà này không cột chân ai hết á. Dạ, con cảm ơn bác. Con cảm ơn hai bác đã cho phép. Con sẽ tranh thủ về sớm. Dạ, con xin phép. Nghe người ta bệnh hỏi thăm liền ha. Mà nói vậy là sao? Con đang trên đường ra quán cà phê nè mẹ. Mẹ ra chưa? Mẹ xin lỗi con, chắc là mẹ không ra được chỗ hẹn với con. Có chuyện gì hả mẹ? Cũng không có gì. Chỉ là lúc mẹ chuẩn bị đi thì dượng con về, mẹ không tiện ra ngoài gặp con lúc này đâu. Thôi để hôm khác mẹ con mình gặp nhau nha con. Mà mẹ, mẹ sao nghe giọng mẹ khác lạ quá? Hay mẹ có chuyện gì giống mình? Không biết mẹ có sao không nữa. Mỗi lần sinh ra ngoài rất khó, mình phải tận dụng cơ hội này gặp mẹ mới được. Anh ơi, dòng đầu xe lại giùm em. Dạ. Bà vừa nói chuyện với ai vậy? Có phải là con Ngọc Anh hay không? Ông ra tù khi nào vậy? Còn dám hỏi tôi nữa hả? Cái thứ đàn bà phản bội như bà, đúng là khốn nạn quá mà. Bà là một người vợ nhẫn tâm. Bao nhiêu năm qua tôi chịu biết bao nhiêu khổ sở, còn bà thì sao? Sống trong chăn êm nệm ấm quá hả? Ông còn lớn tiếng trách móc tôi sao? Chính ngày đó ông đã vì tiền mà bỏ mẹ con tôi. Mẹ đó. Nhắc tới tao hận hai thằng chó đó. Nếu như tao không ngồi tù thì tao vẫn không biết tao đã bị gài. Vào đây. Thì mày đây đi. Tới mày. Tới luôn. Thua hoài à. Thua nữa. Dùng tiền đi. Nào mày. Nè Tú Nhi nè. Nè, tay ông đỏ tình thì đen bạc thôi. Ông có con vợ đẹp nhất vùng này, coi như ông đỏ tình thì bài ông đen là đúng rồi. Mày nói cái gì? Chuyện của tao không dính dáng tới vợ con tao nha mày. Sao không? Ông tối ngày cờ bạc ở đây, vợ ông làm gì sao ông biết? Ê, đừng có nói nhảm nữa nha mày. Có tiền cho tao mượn đi, không á thì im cái miệng chó của mày lại. Cái gì? Tiền cũ chưa trả, lấy gì cho vay tiền mới? Cái gì? Không cho tao vay nữa hả?
tao xù luôn tiền cũ đó. Mày nói gì? Không cho tao dây nữa, tao xù luôn tiền cũ được không? Mày xù hả mày? Mày xù hả? Xù hả? Mày! Thôi, đi đi. Mày! Mày hả mày? Mày! Nó ấy có tiền cướp vợ cướp con của tao. Mày hả mày? Mày muốn cái gì hả? Ông bình tĩnh đi, tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn gặp ông nói chuyện thôi. Chuyện gì? Tao với mày có chuyện để nói sao? Chuyện có liên quan tới ông Quân, là người chồng hiện nay của vợ ông. Ông muốn nghe không? Mày ngồi đi. Có chuyện gì? Mày nói đi. Tôi đã cố tình tìm ông để nói chuyện từ lúc mới vào đây, nhưng bây giờ mới có cơ hội. Mày nói nhanh đi, tao không có nhiều thời gian đâu. Kỳ đó, sự xung đột của tôi và ông là sự sắp xếp của ông Quân và ông Hải nhằm mục đích chiếm đoạt bà Lan. Ông kêu tôi dụ dỗ ông vào con đường cờ bạc, khiến ông thành con nợ không trả nổi, rồi thuê xã hội đen khử ông. Không ngờ chuyện chưa tới lúc tôi và ông đã xảy ra bất hòa, cho nên... Tại sao mày kể chuyện này với tao chứ? Tên này không là quyền của anh. Tôi đã cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nói ra sự thật. Còn tại sao à? Vì giờ đây ông và tôi có chung một kẻ thù. Sau khi tôi ra viện, ông Quân đã gài tôi vào phi vụ mua bán hàng cấm. Để bị bắt như vậy mới chìm được bí mật ông ta đã hại ông. Không đâu, ông Hải là người chủ tử tế, cưu mang cả gia đình mình bao nhiêu năm nay. Ông Quân thì lại không có lý do gì để phải bỏ công bày mưu để chiếm đoạt một người phụ nữ nghèo khổ lại có con như tôi. Nói đi! Bây giờ bà mở miệng ra còn binh vực hai thằng chó đó nữa hả? Biết bao nhiêu năm tù tội, tôi bị tụi đầu gấu đánh đập, xém một chút nữa mất cái mạng rồi. Bà có biết chưa? Hả? Bây giờ tôi đã mất hết, mất vợ, mất luôn cả con. Còn hai thằng đó thì sao? Đang ung dung hưởng thụ đó. Bây giờ tôi không còn cái gì để mất nữa. Tôi sẽ liều mạng, một mạng già này đổi bằng hai thằng chó đó. Nè, ông đừng mà. Tôi xin ông đó, ông đừng có làm như vậy. Ông đã trở về rồi thì hãy làm lại cuộc đời, đừng gây thêm oan nghiệt nữa. Dù sao thì ông cũng đã nuôi con Ngọc Anh bao nhiêu năm qua. Ông đừng làm khó dễ cho ông nữa. Ngọc Anh, nè, con Ngọc Anh nó có khỏe không? Tôi rất muốn gặp con tôi. Bà hãy hẹn nó cho tôi gặp nó có được không? Hả? Không được đâu. Bây giờ nó đang sống ở nhà chồng, sự xuất hiện đột ngột của ông sẽ làm cho nó bị sốc. Tôi hứa tôi sẽ lựa lời nói với con và sẽ sắp xếp thời gian để ông gặp con. Lần này tôi nhất định phải khiến hai thằng chó đó chết không còn một miếng đất dung thân. Ông à, ông đừng có làm như vậy. Ông hãy để đứt cho con gái của ông, nó đang mang thai mà phải chịu cảnh mang tiếng lấy chồng người khác. Hả? Phải chịu khổ trong nhà Gia Hân, ông có biết không? Bà nói cái gì? Nó nó vô nhà Gia Hưng à? Ừ.
Còn bà, mười mấy năm trời bà vẫn còn giữ được nét quyến rũ của ngày xưa. Chả trách sao thằng Quân nó không mê mệt chứ. Kể ra nó cũng khéo biết cách cung phụng bà chứ hả? Ngày xưa làm lụng cực khổ, da dẻ khô ráp, còn bây giờ thì sao? Mịn màng như cô gái 18 vậy đó. Sợ cái gì? Bà sợ tôi cái gì? Bà quên là tôi là chồng bà. Đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ tôi đã có cuộc sống khác. Khác cái con mẹ gì? Bao nhiêu năm tao ở trong tù thiếu thốn nhiều thứ lắm, bây giờ bà phải để cho tôi hưởng thụ lại chứ. Buông tôi ra. Ông làm gì vậy? Tôi làm là bây giờ. Buông ra. Tuy là anh không thích cô ta, nhưng mà phải công nhận Nhã Hân là người có tài. Hơn nữa đây là khởi đầu thành công từ khi mở rộng dây chuyền sản xuất, cho nên anh mới quyết định cho Nhã Hân làm người đại diện cho sản phẩm trà lần này. Em không nghĩ chuyện em mang thai lại là lý do để em đánh mất đi tâm huyết của mình như vậy. Trước giờ em luôn là người dỗ chịu đựng nhẫn nhịn, không bao giờ thích hơn thua hay là tranh giành gì với ai mà. Chính vì em luôn chịu đựng nhẫn nhịn nên hết lần này đến lần khác, lúc nào em cũng chịu thiệt thòi và thua Nhã Hân. Anh có hiểu cảm giác này của em hay không chứ? Em xin lỗi. Anh Bảo, anh phải hiểu là em đã đặt hết tâm huyết mình vào đó. Em hiểu sự khó xử của anh. Em sẽ nghe theo một quyết định của anh. Anh cảm ơn em. Bao nhiêu năm tao ở trong tù thiếu thốn nhiều thứ lắm, bây giờ bà phải để cho tôi hưởng thụ lại chứ. Ông làm gì vậy? Rồi sao? Sao hả? Tôi hỏi bà mới phải. Bà sao vậy? Ông làm tôi giật cả mình. Khuya rồi, tắt đèn đi ngủ. Cô ta càng lúc càng quá đáng mà. Được đặt chân lên đằng đầu, tất cả đều muốn nhận hết cho mình. Mình phải nhẫn nhịn cho tới bao giờ đây? Cô ta chèn ép hoài, mình sẽ không có cơ hội để gượng dậy. Nếu một lúc nào đó tất cả mọi người, kể cả anh Bảo, đều nghiêng về cô ta,
và con mình sẽ ra sao chứ? Sẽ ra sao? Lại gọi nữa. Mẹ mày, không dám nghe điện thoại của tao hả? Alo. Chừng nào bà mới cho tôi gặp con Ngọc Anh đây? Hay là để tôi tự tìm gặp nó? Được. Hả? Ông cứ để từ từ. Từ từ cái gì? Tôi đang đứng trước cổng biệt thự của nhà bà đây nè. Tôi xin ông đó. Hôm nay bà không cho tôi gặp con gái của tôi, tôi sẽ gặp thằng giám đốc đó để tính sổ. Bà thấy sao hả? Ông đừng làm vậy. Tôi cho bà 2 tiếng nữa đưa con Ngọc Anh tới gặp tôi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho bà. Tôi cho bà biết. Nếu bà không đến, đừng trách tôi đó. Bà nhớ đó. Ông. Alo. Alo. Có chuyện gì vậy mẹ? Ngọc Anh à, con phải giúp mẹ. Xảy ra chuyện gì? Mẹ cứ bình tĩnh nói con nghe đi. Ba của con, ông đe dọa mẹ con à. Nếu hả? Con gặp ông ấy, ông sẽ tìm Dượng con để làm lớn chuyện. Mà Dượng con mà biết chuyện này, chắc chắn ông sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà. Con giúp mẹ. Nhưng mà đi. Con giúp mẹ đi. Ông mà gặp con, ông sẽ không làm khó mẹ nữa con à. Ba con cũng điều tra về con rồi. Mẹ cũng sợ ông ấy bức bách chạy tới Gia Hưng tìm con. Lúc đó mọi chuyện sẽ dở lỡ ra thì càng rắc rối hơn con à. Mẹ nói cái gì? Ông ấy biết con ở Gia Hưng rồi sao? Đúng rồi. Ông cho mẹ 2 tiếng để đưa con ra gặp ổng đó. Con ráng thu xếp nhanh, rồi cùng mẹ ra đó gặp ba con nha. Con giúp mẹ đi, Ngọc Anh à. Được rồi. Mẹ chờ con chút, con xin phép đã. Nhanh lên nha con. Ngọc Anh, vô đây với ba. Ngồi đi con. Con lớn quá, con khác xưa nhiều quá. Ta không nhận ra nữa. Con có khỏe không? Hả? Hả con? Ông đến đây để làm gì? Ngày đó ông bỏ hai mẹ con tôi đi, ông có nghĩ tới nỗi khổ của hai mẹ con tôi không? Có nghĩ tới đứa con gái còn nhỏ dại của ông hay không? Bao nhiêu lâu nay bà không có lo gì được cho con hết. Bà có nghe nói con được gả vô Gia Hưng đúng không? Bà rất là mừng cho con. Chúc mừng con. Bao nhiêu năm qua trong lòng của ba luôn thấy có lỗi với con rất nhiều. Bây giờ thấy con như vậy, ba cũng yên lòng. Ngọc Anh,
Ông nghĩ là tôi sung sướng lắm sao? Chỉ vì tôi là một đứa con không có cha nên bị người ta khinh rẻ ở Gia Hưng. Ông có biết điều đó không? Tôi ở đó rất khổ sở, không có một chút danh phận nào cả. Cái gì? Thằng con của ông Hải dám làm khổ con gái ba hả? Cô yên tâm, nhất định ba sẽ không tha cho thằng đó. Ông à, ông không hiểu tình cảnh của Ngọc Anh đâu. Người được gả vô nhà đó là Nhã Hân chứ không phải Ngọc Anh. Mẹ, vậy thì cái thai trong bụng của con á là con của ai? Rồi cái nhà đó đối xử với con như thế nào? Rồi con gái của ông Quân là ai? Bây giờ chuyện này là sao? Bà nói tôi nghe coi. Ông không cần phải tìm hiểu những điều đó để làm gì hết. Nhưng mà, mà chỉ cần biết tôi đang phải sống trong một cái cảnh không danh không phận trong cái nhà đó, cũng giống mẹ tôi đang sống trong nhà của ông Quân. Ông hài lòng chưa? Ông hài lòng chưa? Là tại ai? Không thì gia đình ba chúng ta không có tan đàn xẻ nghé dẫn đến mọi sự như bây giờ. Tại ai? Con à, bây giờ ba đã về đây rồi, ba rất biết lỗi của ba ngày đó. Từ nay ba sẽ bảo vệ cho con. Ai ở khiếp con, ba sẽ liều mạng với người đó. Ông đừng khuấy động cuộc sống của tôi nữa. Nếu ông thương tôi, ông hãy để cho mẹ con tôi sống được yên ổn. Nhưng mà... Nè, ông à, ông hãy tu chí làm ăn. Tôi sẽ cố gắng giúp ông một khoản tiền để cho ông tìm được việc làm mà sinh sống. Bà câm miệng mà đi. Mở miệng ra là tiền, mở miệng ra là tiền. Đúng là tạm thời tôi cũng chưa biết tôi làm cái gì được. Bà cứ đưa cho tôi 500 triệu đi, để tôi tìm cái chỗ nào yên ổn cho nó yên thân cái đã, rồi mọi chuyện tính sau. 500 triệu? Số tiền lớn quá, làm sao mà tôi lo được? Cái gì? Bao nhiêu đó mà lớn hả? Bà lấy chồng giàu quá mà bà tiết kiệm với tôi làm cái gì hả? Được, để tôi gặp thằng Quân tính nợ cũ, và tính luôn cái chuyện nó ở với vợ tôi bao nhiêu năm qua. Tôi nghĩ số tiền đó không đáng là bao nhiêu đâu. Ông yên thế. Thôi được rồi, sao ông dám làm như vậy? Ngọc Anh, thôi được rồi, ông ngồi xuống đi, để thư thả mấy ngày. Tôi sẽ thu xếp tiền rồi sẽ đưa cho ông. Từ nhỏ tới lớn tôi đã chịu nhiều đau khổ rồi, tôi xin ông, ông đừng tạo thêm rắc rối cho mẹ con tôi nữa được không? Ngọc Anh à, tôi xin ông. Ngọc Anh, con ơi, bây giờ phải làm sao đây con? Mẹ sợ lắm. Tính của ba con một khi muốn là sẽ làm cho bằng được. Ông ấy chỉ muốn tiền thôi mà mẹ, mình cứ đưa tiền cho ông ta là được mà. Nhưng mà 500 triệu làm sao có được hả con? Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay mẹ không dành dùm được tí tiền nào hả? Dượng có lập cho mẹ một tài khoản, nhưng bất tình lình rút tiền không có lý do. Dượng sẽ thắc mắc. 500 triệu không phải một số tiền nhỏ, mẹ biết ăn nói sao đây? Tiền tích lũy của con cũng sử dụng hết phân nửa rồi. Bây giờ hai mẹ con mình đã hứa với ổng rồi, không biết xoay sở làm sao nữa. Nếu mà con hỏi anh Bảo, con phải mở miệng làm sao đây? Con chỉ sợ ổng tính nào tật đó. Vậy mà ổng nói ổng thương con đó. Bây giờ mà có tiền thế nào ổng cũng sẽ quay lại con đường cũ, đi cờ bạc nữa. Dù sao thì mình cũng phải lo. Ổng bây giờ sống bất cần như vậy, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện cho mẹ con mình nữa đây. Mẹ thì nếu cùng đường mẹ cũng chịu đựng được, mẹ chỉ lo cho con thôi. Sao mẹ con mình khổ vậy mẹ? Thôi, con đã mang thai, đừng có suy nghĩ nhiều. Để mẹ tìm cách lo cho nha.
Mày định tìm cách nào? Cứ để đó mẹ tính. Phía cổ đông lần này chúng ta muốn hợp tác, đó chính là công ty xuất nhập khẩu Tiến Phát. Lát nữa chú Chánh sẽ đưa đối tác đó đến đây. Anh có tìm hiểu thêm gì về ông chủ của công ty Tiến Phát không? Đương nhiên là có rồi. Anh ta tên là... Vào đi. Dạ xin mời. Tôi xin được giới thiệu, đây là cậu Nhân, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Tiến Phát. Và còn đây là cậu Gia Bảo, giám đốc công ty Gia Hưng. Xin chào. Và đây là cô Hân, trợ lý của cậu Bảo. Trọng Khôi. Xin lỗi, cô nhầm tôi với ai rồi. Tôi là Nhân chứ không phải là Khôi. Tôi xin lỗi. Chào cô. Mà thôi được rồi, bây giờ mình ngồi đi. Dạ. Chúc mừng. Chúc mừng chiến hữu của chúng mình. Bao nhiêu năm ở tù chung, bây giờ tất cả mọi người đều được tự do. Vô. Mẹ bà, tôi ra tù kiếm việc làm ở đâu cũng được hết trơn. Tụi nó chê mình già, không còn sức để làm. May mà có thằng cháu học được cách làm mặt nạ, nó rủ về làm chung. Làm mặt nạ? Ừ, nghe nói nó học được trên mạng, cách làm đẹp lắm. Làm gì mới được chứ? Thì lễ hội quá trang nè, các con thú nè, cho con nít nó chơi. Ôi trời, nó làm đủ thứ hết. Nhưng mà mặt nạ nó làm giống lắm. Ừ, vậy hả? Còn ông, ông có gì chị làm chưa? Làm ăn con mẹ gì, trong túi chả có một cắc. Đi đâu ai cũng coi thường, ai cũng khinh hết. Thì cũng tại cái lý lịch, tôi nói ông đòi còn gì. Nói tới chuyện này, cũng vì hai thằng chó đó tôi mới có ngày hôm nay nè. Bỏ qua đi. Nè, vài ngày nữa tôi có tiền, kiếm cái kèo nào chơi một vố đi. Nếu như may mắn, tôi với ông sẽ đổi đời. Mình như nghèo, lại ở trong tù ra như anh em mình. Bây giờ làm cái chó gì để mà sống chứ. Người giàu, kẻ nghèo, kẻ ăn không hết, người lần cũng ra. Thiệt là hai phần người. Chả anh bán vậy. Nè, mừng ông ra tù á, tôi đủ ông Phú lại chơi. Nhớ ai không? Ủa, anh mới có mười mấy năm không gặp, quên tôi rồi hả? Phải ông Bách hả? Trời ơi, ra tù rồi vậy cha? Tôi có nghe ông Tú kể chuyện gặp ông ở trỏng. Ừ. Mà sao giờ mới mấy năm về khăn vậy? Cũng nhờ hai thằng khốn nạn đó, cho nên tôi mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Ông nghe ông Tú nói rồi chứ gì? Chuyện này á, tôi cũng mới nghe đây thôi. Tôi nói cho ông biết, hai người đó bây giờ rất là giàu có, mà còn làm xuôi giấy với nhau nữa. Nhưng mà trái ngang một điều là con gái của ông có thai với cậu chủ, nhưng không có danh phận. Mà tôi nói cho ông biết nha, ông Hải không dám làm phật ý ông Quân đâu. Ông nói cái gì? Hai thằng chó đó dám đối xử với con gái tôi như vậy đó hả? Mẹ kiếp tụi mày! Bây giờ mình phải làm sao đây? Muốn cho Ngọc Anh khỏi phải lo nghĩ, mình mới nói là sẽ tìm cách. Nhưng bây giờ mình không nghĩ ra được cách gì.
Mình biết quá rõ tính tình của ông Bách. Ông sẽ không buông tha cho hai mẹ con mình nếu như không lấy được số tiền đó. Sao mình lại ngu ngốc tới như vậy chứ? Bao nhiêu năm qua, sao mình không biết tích lũy riêng cho bản thân? Bây giờ có chuyện cần thì lại không có để mà lo. Hay là mình cứ hỏi ông Quân. Nhưng mình biết lấy cớ gì đây? Cho bà con hay bạn bè mượn tiền? Mà nói như vậy thì càng lộ nhiều hơn. Mình đã nói là mình không còn bà con hay bạn bè gì nữa rồi mà. Số nữ trang này đều là của ông Quân mua. Nếu đem bán, cộng thêm ít tiền chắc là đủ. Nhưng mà lỡ như ông Quân không thấy rồi hỏi tới thì biết làm sao đây? Thôi, cứ lo chuyện này trước đi đã. Dù sao ngày thường mình cũng ít đeo, chắc ông sẽ không để ý đâu. Công ty tôi có những điều khoản của mình, cậu xem đi. Nếu có gì khúc mắc thì nói cho tôi biết. Dạ. Cậu thấy không có vấn đề gì chứ? Điều khoản không có vấn đề gì. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau. Tôi cũng mong là như vậy. Tôi rất thích sản phẩm trà sâm dứa của công ty. Trà sâm dứa là do của Nhã Hưng đã nghĩ ra công thức đó. Tôi có nghe chú Chánh nói và rất muốn được gặp cô. Không ngờ cô Hân vừa trẻ đẹp vừa có tài như vậy. Ông quá khen. Công ty của tôi mới vừa mở văn phòng ở Bảo Lộc, nhưng trụ sở chính của chúng tôi là ở Sài Gòn. Tôi rất có thiện chí hợp tác, cũng như cần gặp gỡ thường xuyên để trao đổi với cô Hân và cậu Bảo đây. Bởi vì tôi thích sự năng động, nhiệt huyết, tuổi trẻ của hai người. Cảm ơn anh. Chúng tôi cũng mong muốn được hợp tác và học hỏi những người có nhiều kinh nghiệm giống nhau. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để cho ra những sản phẩm tốt nhất, để quý công ty không thất vọng. Chúng ta cứ chờ mà xem. Dùng trà đi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng soạn thảo hợp đồng và gửi đến công ty của ông. Tôi nghĩ mình không quá già tới mức phải gọi bằng ông đâu. Xin lỗi, tôi sơ ý. Không sao, tôi chỉ đùa vui thôi. Không biết cô Hân có thể đưa tôi đi tham quan nông trại Gia Hưng không? Tôi muốn xem đồ trà ra sao thôi. Tôi cũng chỉ mới vừa về đây thôi. Giám đốc Bảo rành hơn tôi, chắc là anh ấy sẽ rất vui lòng hướng dẫn anh tham quan nông trại. Tôi cảm thấy hai người đàn ông mà đi với nhau không thú vị cho mấy. Hơn nữa, cô là người nghiên cứu ra công thức trà sâm dứa. Tôi nghĩ nghe cô giải thích sẽ rõ ràng hơn. Nếu vậy, tôi không còn lý do gì để từ chối. Mời. Sao vừa gặp anh ta, Nhã Hưng lại gọi là trùng cô? Không lẽ anh ta rất giống trùng cô sao? Sao? Đối tác lần này cháu thấy thế nào? Rất có triển vọng chú ạ.
Nhưng mà sao vậy? Sao con thấy anh ta tỏ vẻ thân thiết với Nhã Hương như vậy? Mà rõ ràng trước đó hai người không quen biết nhau. Chú cũng không rõ nữa. Chính anh ta đã chủ động tìm chú, rồi đặt vấn đề hợp tác, mà sao lại còn biết rõ tên họ của Nhã Ân nữa? Tôi đã biết vì sao mọi người đều rất thích đi du lịch đến đây. Ở đây thật là đẹp. Ai đến đây một lần đều lưu luyến khi trở về. Trước đây anh cũng thường đến đây chứ? Tuổi thơ của tôi có thời gian ở đây. Chính vì vậy tôi rất hứng thú đối với trà. Nhưng vì hoàn cảnh buộc tôi phải ra nước ngoài sinh sống. Mười mấy năm rồi tôi mới quay trở về, mới có cơ hội phát triển lĩnh vực này. Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi cảm thấy hình như cô có rất nhiều tâm sự. Khôi là ai vậy? Anh hỏi ai? Chồng Khôi sao? Hình như anh ta có nét giống tôi, mới khiến cho cô nhận nhầm như vậy. Hơn nữa chữ lót cũng giống nhau. Tôi là Trọng Nhân. Đó là một người quen đặc biệt của tôi. Thật là nhìn anh, tôi lại thấy có nhiều nét giống anh ấy. Thật ra tôi chỉ mới gặp cô, nhưng qua tìm hiểu tôi đã biết về cô trước đó. Vậy sao? Con yên tâm, mẹ đã lo xong hết rồi. Ông cũng đã hứa sẽ để yên cho mẹ con mình. Con xin lỗi mẹ, con vô dụng quá. Con đợi cho mẹ phải gánh vác một mình. Con là con gái của mẹ, mẹ không thương con thì thương ai? Mẹ không sợ cho bản thân mình, mà chỉ muốn con được yên ổn. Và không để cho mấy làm phiền con nữa. Con cũng hy vọng ông cầm tiền rồi, ông sẽ để yên cho hai mẹ con mình. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con cấp máy đây. Thôi con nghỉ đi. Cuộc sống của mình chẳng khác nào như đang bị giam lỏng. Ba của con cũng không vào gặp mẹ, trò chuyện với mẹ. Chưa lúc nào mẹ thấy trống trải và hụt hẫng như lúc này. Con chào bác. Ngồi đi con. Dạ. Bác đang đọc sách Hướng dẫn tập dưỡng sinh hả bác? Lớn tuổi rồi, bác cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình một chút chứ. Dạ. Hèn gì con thấy sức khỏe của bác dạo này tốt hơn trước nhiều. Chắc là nhờ bác tập dưỡng sinh đều đặn. Bác vận động cho thư giãn gân cốt vậy mà. Dạ. Dạ, mời ông chủ uống trà. Cảm ơn cô. Dạ, ông chủ tới đây có chuyện gì không ạ? Ghé đi coi trà có tốt không. Coi mấy nụ trà có xanh không. Tôi muốn coi mấy bụi trà có đẹp không. Ông chủ ngồi đây, tôi ra sau pha ấm trà nóng nha. Bác ơi, bác có sao không bác? Bác không sao. Để con rót nước cho bác.
Ba uống miếng nước đi. Cảm ơn con. Con bé thiệt là dễ thương và hiểu chuyện, nhưng cũng không thể thân thiết với nó được. Nếu không hả, bà lại xin nghi kỵ đủ điều. Con mời bác dùng. Bác à, con... Nè, con đi dạo đi nghe. Bác thấy mệt rồi, bác vô nghỉ đây. Vậy ha. Dạ. Bác đi cẩn thận. Bác ấy là người hiểu và chia sẻ với mình, nhưng giờ cả bác ấy cũng tránh muốn tiếp xúc với mình. Ngọc Anh ơi, không lẽ mày đáng ghét đến như vậy sao? Sao mọi điều không may mắn đều trút xuống đầu mình vậy? Ông trời ơi, sao ông bất công đến như vậy? Mình sẽ không để bản thân mình bị người ta chà đạp nữa đâu. Làm ơn cho tôi chiếc taxi đến số 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi. Cảm ơn anh. Không cần đâu, tôi đã gọi taxi rồi. Tôi cũng đang đến công ty Gia Hưng để bàn việc. Cô đừng có ngại, chỉ tiện đường thôi mà. Cô lên xe đi. Đến Gia Hưng bàn công việc xong, tôi còn có một cuộc hẹn nữa. Nếu đến công ty mà không gặp cô á, ai giải thích thắc mắc cho tôi đây? Thôi cũng được, mình đi. Cô lên đi. Mời cô. Cảm ơn anh để đưa tôi tới công ty. Không có gì, được phục vụ người đẹp là vinh hạnh cho tôi. Mời cô. Mời anh. Thì ra hôm nay cô ta hẹn với người này. Này, cô có sao không? Xin lỗi, cảm ơn anh. Không có gì. Anh ta dường như ưu ái khác thường với cô ta thì phải. Chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa bên trong. Nhưng mà nguyên nhân đó là gì? Chào giám đốc Bảo. Chào anh. Xin lỗi, tôi có việc bận, cho nên hôm nay đến công ty hơi trễ. Không biết là hôm nay anh tới công ty có chuyện gì không? Mời anh ngồi. Giám đốc Nhân muốn đến công ty để bàn một số công chuyện với chúng ta. Tôi trùng hợp đến sớm nên tiếp anh ấy luôn. Rõ ràng là hai người họ đi chung với nhau, nhưng mà lại nói dối. Đúng thật là có sự mờ ảo đấy. Tôi tới bất ngờ không báo trước, không phiền tới cậu chứ? Không sao. Hôm nay anh tới có chuyện gì? Anh cứ nói. Đây là bản hợp đồng,
bên tôi đã soạn thảo với các điều kiện mà chúng ta thỏa thuận trước đó. Anh xem đi, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi. Không ngờ anh lại soạn thảo hợp đồng nhanh tới như vậy. Tôi đòi hỏi ở mình sức làm việc khá cao. Cậu thấy bản hợp đồng này thế nào? Hợp đồng rất chi tiết và đầy đủ, và các điều khoản rất là hợp lý. Tôi hy vọng là lần này chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ với nhau. Để tạo sự chắc chắn trong khi ký hợp đồng cung cấp hàng đầu tiên, tôi muốn mời đại diện bên công ty Gia Hưng vào Sài Gòn thăm tổng công ty của chúng tôi trong đó. Không biết ý của hai người ra sao? Rõ ràng anh ta có chủ ý tiếp cận mình, nhưng với mục đích gì? Là công việc sao? Cũng có thể. Nhưng sao phải là mình mà không là một ai khác? Cô làm ăn như vậy đó hả? Cô coi lại đi. Chuyện gì? Cô làm sai bản báo giá hợp đồng của công ty Thành Lợi. Tôi mới dựa bên đó về, cô làm tôi muối mặt như bên đó, cô biết không? Xin lỗi, để tôi chỉnh lại. Lúc này cô sao vậy? Sao là sao? Tôi thấy cô lạ lắm. Trước đây cô rất là kỹ tính, không bao giờ làm sai sót như vậy. Con người chứ đâu phải thần thánh, sai sót là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi làm sai, tôi sẽ tự sửa sai. Hy vọng đứa con trong bụng của mình là con trai. Nhất định phải là một đứa con trai. Có như vậy mình mới trụ lại ở căn nhà này được. Trễ rồi, sao anh Bảo vẫn chưa về nữa? Là anh ấy có việc, mình không nên làm phiền. Anh Tám. Dạ. Mà Hơn về chưa? Về chưa. Chưa. Trễ rồi sao chưa về nữa? Không biết nó có gặp chuyện gì hay không nữa. Cảm ơn anh. Sao tự nhiên bữa nay cậu Bảo quan tâm đến Mợ Hân dữ vậy ta? Mà cũng phải thôi, Mợ Hân vừa đẹp nè, hiền lành,
dễ thương, lại còn đảm đang nữa, không thương sao đủ. Mai mốt mình kiếm vợ phải kiếm như vậy mới được. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Sao lại nghĩ là anh ta sẽ đến đây? Sao cô lại ở đây vậy? Em đang làm gì ở đây vậy? Tôi vẽ tranh. Tôi chỉ vẽ chút chút thôi. Tôi thích ngắm tranh hơn. Cô thích ngắm tranh không vậy? Tôi rất thích. Vậy tối nay tôi mời cô tới nhà tôi. Tôi sẽ cho cô xem một số bức tranh. Chắc chắn cô sẽ cảm thấy thú vị đó. Cô thấy sao? Tại sao cứ mỗi lần tiếp xúc với anh ta, mình có một cảm giác rất đặc biệt mà không biết phải lý giải ra sao? Cô vô đi. Cô ngồi đi. Cô sao vậy? Cô có sao không? Làm sao anh lại có được bức tranh này? Cô muốn nghe câu chuyện về bức tranh này hả? Cô ngồi đi. Bức tranh này tôi mua lại của một phòng tranh. Là anh mua sao? Bức tranh tuy chưa thật sự là tuyệt đẹp, nhưng tôi vẫn quyết định mua nó với giá rất là cao. Vì câu chuyện có liên quan gì nó? Đúng hơn là một câu chuyện tình mà người bán tranh đã kể lại cho tôi. Câu chuyện như thế nào? Một câu chuyện tình không có hậu mà tôi đã từng kể cho cô nghe ở ngoài thác Luli. Bức tranh này đang bị ba của cô gái giết bỏ khi biết cô ta bỏ theo tiếng gọi của tình yêu, mà người bạn trai của cô ta là người học chung trường. Chính anh chàng nghệ sĩ này đã vẽ cho cô bạn mình một bức tranh. Anh còn biết gì nữa không? Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ biết đây là một cuộc tình không có cái kết đẹp. Vậy thôi. Mà sao cô có vẻ quan tâm tới nó quá vậy? Cũng không có gì. Mà điều thú vị của bức tranh này chính là đây. Tôi sẽ cho cô xem. Cô chờ chút nha. Tôi đã thích thú khi phát hiện người đàn ông này lẩn khuất trong bức tranh, rất là giống tôi. Trọng Khôi, nhưng mà tại sao anh không vẽ anh đứng cạnh em trong bức tranh? Em cứ nhìn kỹ bức tranh đi,
Một ngày nào đó em sẽ hiểu được ý của anh. Anh Khoa. Cô gì gọi ai vậy? Xin lỗi, anh có thể bật đèn được không? Được chứ. Cô uống nước nha. Sao, cô thấy thú vị không? Dạ thưa ba mẹ, công ty Tiến Phát là khách hàng mới của công ty chúng ta. Có nhã ý là mời đại diện của công ty mình đến tham quan và tìm hiểu công ty bên đó, để tiện lợi cho việc hợp tác của đôi bên. Hai đứa con định cử ai đi? Con định là một mình đi, để tìm hiểu phương thức kinh doanh của bên đó. Con Hân nó giỏi giang tỉ mỉ, nó biết quan sát. Nó đi là mình không cần phải lo gì nữa hết. Con phản đối. Một mình cô ấy đi con không yên tâm. Anh không yên tâm chuyện gì? Chỉ là đi tham quan thôi, chứ đâu phải trực tiếp ký kết gì đâu mà con lo. Mà con không an tâm cái gì? Mẹ không nhớ lần trước đi Sài Gòn, cô ấy làm việc không chú ý tới sức khỏe nên đã ngã bệnh. Cho nên bây giờ con sợ cô ấy đi một mình cô ấy sẽ bị bệnh, nên lần này con muốn đi cùng với cô ấy. Thì ra con đang lo cho vợ con hả? Thằng Bảo nó lo cho vợ nó như vậy đó. Cứ để cho hai vợ chồng nó một chuyến đi vào Sài Gòn, có dịp cho hai đứa nó gần nhau. Vậy đúng không? Cũng được, tụi con đi đi. Còn công việc ở đây á, nếu có gì thì ba mẹ giải quyết cho. Ý còn sao Nhã Hân? Dạ, mọi chuyện theo sự sắp xếp của ba mẹ, con xin nghe theo. Còn anh, sao không đóng cửa lại? Gió lạnh em bệnh thì sao? Em làm sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Phải anh đi Sài Gòn với Nhã Hân không? Nhưng mà có chuyện gì làm cho em buồn? Anh nói thật cho em biết đi, có phải là anh đã thích Nhã Hân rồi không? Em thấy lúc này anh quan tâm tới Nhã Hân hoài à, anh khác trước nhiều lắm. Em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh vẫn đối xử bình thường với cô ấy mà, đâu có gì khác lạ đâu. Không, không phải là anh nói chuyện với Nhã Hân nhiều hơn. Anh tò mò mỗi khi Nhã Hân đi về trễ, lúc nào anh cũng muốn theo dõi Nhã Hân hết. Còn anh à, do em quá nhạy cảm đó thôi. Sở dĩ anh làm như vậy là do anh không yên tâm, và anh thấy có nhiều điều đáng nghi ngờ đối với công ty Tiến Phát và Nhã Hân. Nhưng mà anh vẫn chưa tìm ra được sự thật. Anh nghi ngờ chuyện gì vậy? Hình như là họ có một mối liên hệ gì đó muốn che giấu anh. Nhưng mà em đã nói rồi thì anh cũng nói luôn, anh thấy người khác trước rất nhiều, chính là em đó Ngọc Anh à. Em hả? Anh thấy em luôn hoài nghi chuyện giữa anh và Nhã Hưng. Em hay chấp nhất từng chút một với anh. Ngọc Anh à, tại sao em lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ lòng tin của em dành cho anh mỏng manh như vậy sao? Em xin lỗi, em không hiểu tại sao em lại trở thành con người như vậy nữa. Em cảm thấy lúc nào em cũng bức bách và gò bó trong căn nhà này. Em như muốn ngạt thở, vì luôn luôn suy nghĩ mình phải cố chịu đựng. Em cứ nghĩ là mình sẽ làm được, sẽ làm được, nhưng mà không dễ dàng chút nào cả.
nào Nhã Hân mới chịu bỏ cuộc? Và nếu như điều đó không xảy ra thì em sẽ là ai? Và có danh phận gì khi tiếp tục sống trong căn nhà này nữa? Anh xin lỗi. Anh hiểu được sự thiệt thòi của em. Anh mong em hãy cố gắng nhẫn nại. Và bản thân của anh cũng đang rất cố gắng để có thể trụ vững ở Gia Hưng. Và việc đầu tiên anh làm là không để cho Nhã Hưng mặc sức thao túng Gia Hưng. Em có hiểu không? Em hiểu rồi. Em sẽ vì anh, vì con mà cố gắng chịu đựng. Nhưng mà Gia Bảo, em muốn là sau chuyến đi này, anh giúp em xin với hai bác cho em có thể thường xuyên đến nhà máy. Em muốn làm một điều gì đó để em được thư giãn, giảm bớt áp lực. Có được không anh? Được. Anh hứa gì? Nhưng mà nè, trong thời gian anh đi vắng, em cũng phải hứa với anh là phải vui vẻ hơn, không được suy nghĩ nhiều rồi buồn bực ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới con của mình, có biết không? Em biết rồi. Mời hai vị thưởng thức trà. Chắc chắn sẽ không bằng vị trà mà công ty Gia Hưng sản xuất. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện hợp tác nhiều hơn. Tại sao anh ta lại có một thói quen giống anh Khôi như vậy? Do trùng hợp hay là giống nhau về quyết tâm? Mời dùng trà. Tại sao hai người họ có cái nhìn rất lạ luôn? Vừa quen biết như là vừa xa lạ. Mối quan hệ này là gì đấy chứ? Cô thấy sao khi tiếp xúc với anh ta? Có phải cô đang giấu tôi điều gì có đúng không? Có phải cô thấy hình bóng của Trọng Khôi qua anh ta? Cô không thấy là trong chuyện này có sự sắp đặt trước hay sao? Anh không hiểu được đâu. Người ta nói là người trong cuộc có cái nhìn u mê, còn tôi là người ngoài, cho nên tôi có cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn. Rõ ràng là anh ta có sự tính toán gì đó. Tôi cảm thấy bất an khi đã quyết định hợp tác với anh ta. Có phải là anh đang nghi ngờ tôi đúng không? Anh sợ là tôi sắp đặt kế hoạch để chiếm Gia Hưng của anh hả? Chính vì vậy mà anh đã cho người theo dõi tôi với anh Nhân, có đúng không? Đúng là tôi có những cảm nhận riêng về anh Nhân, nhưng đó là chuyện cá nhân. Trong công việc, tôi hoàn toàn làm đúng trách nhiệm của mình. Còn việc hợp tác giữa hai bên là do ba mẹ và anh quyết định. Còn nếu như anh không tin tưởng tôi thì từ giây phút này, mọi quyết định của anh và Tiến Phát tôi sẽ không can thiệp nữa. Bây giờ
Tôi chỉ đứng trên vai trò là người đã nghĩ ra công thức của trà sâm dứa thôi. Tôi không muốn ảnh hưởng mối quan hệ hai bên. Mẹ ơi! Mẹ! Ủa? Mẹ! Con à, sao con lại tới đây? Con xin hai bác cho đi khám thai. Có thời gian sẵn tiện qua đây ghé thăm mẹ luôn. Con à! Mẹ! Con thấy mặt mẹ lo lắng vậy. Mẹ bị bệnh hả mẹ? Không có. Mẹ không có ốm đau gì hết á. Thôi, con mau về nhà sớm đi. Cũng trưa lắm rồi. Chút nữa về, trời nắng gắt, ảnh hưởng tới thai nhi. Không sao đâu, con đi taxi mà. Không có được đâu. Thôi con về sớm đi, để bên đó người ta biết được, họ hiểu lầm lại khổ nữa. Thôi đi đi con. Mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Hôm nay con không được vui, con muốn tìm mẹ để tâm sự thôi. Mẹ cũng biết ngoài mẹ con không còn ai là người thân bên cạnh nữa. Tới mẹ mà cũng đuổi con đi, sau này con biết phải làm sao đây? Không có phải là mẹ muốn đuổi con, nhưng mà sao hả mẹ? Thôi được rồi. Con đứng đây chờ mẹ chút xíu. Mẹ thay đồ rồi hai mẹ con mình ra ngoài nói chuyện nha. Con nhớ đứng yên đây nghe con. Dạ. Nữ ơi! Trời đất ơi! Nè, mày làm cái gì mà từ nãy giờ kêu 2-3 tiếng mày mới lên? Đi chậm như rùa vậy? Dạ, thì con á, con nghe lời bà, làm cái gì cũng phải chậm chậm cho nó ra vẻ quý phái đó bà. Muốn đi chậm phải không? Dạ. Muốn nói chậm phải không? Dạ. Vậy đi ra đường đi. Dạ. Ý, mà bà ơi, con ra đường làm cái gì? Là ở ngoài luôn á, đừng có vô nhà nữa. Ý là bà đuổi con đó hả? Tự hiểu đi. Dạ thưa bà, con trở lại rồi bà. Dạ bà kêu con có chuyện gì không bà? Hồi sáng con anh nó đi á, lúc mấy giờ vậy? Dạ thì con không nhớ lúc đó mấy giờ nữa. Mà cổ xin ông bà chủ xong là cổ đi luôn đó bà. Thôi được rồi, đi làm việc đi. Dạ. Nhỏ này càng ngày càng nặng. Còn Ngọc Anh thì nó đi đâu mà giờ này chưa có về? Thì bà cũng phải để cho nó ra ngoài hít thở không khí, rồi gặp gỡ bạn bè nó chứ. Tôi thấy bà khắt khe với con Ngọc Anh quá rồi đó. Tôi lo cho nó chứ khắt khe gì. Ông biết nó đang mang thai đứa cháu của tôi, lỡ nó ra đường có bề gì thì sao đây? Tuy là tôi kêu bà coi chừng nó, nhưng bà đừng có làm lố quá như vậy thiệt là khó coi. Bà phải cư xử làm sao để cho người ta không nói tôi với bà ăn ở thất đức á. Tôi thấy Ngọc Anh rõ ràng nó thương thằng Bảo nên nó cam chịu tủi nhục bước vô cái nhà này. Đó là do nó tự nguyện, mà nếu không á, bản thân nó làm sao nuôi nổi đứa nhỏ đây. Được là cháu nội trong nhà này có cả một gia sản bề thế như vậy. Cuộc sống thực tế lắm ông à, nó tính toán sẵn hết rồi, thấy không? Tôi cũng dự tính ngày mà nó giao cháu nội cho mình, nó cũng mặc cả số tiền không có nhỏ đâu. Như vậy thì cũng tốt, mất tiền mà giải quyết được những rắc rối. Bà làm sao thì làm, nhưng đừng để hối hận vì cái tính cố chấp của bà đó. Trời đất ơi. Chuyện như vậy sao mẹ lại giấu con? Một mình mẹ phải chịu đựng khổ sở vậy sao mẹ? Là con bất hiếu, con chỉ nghĩ cho mình thôi mà không nghĩ gì cho mẹ hết. Mẹ không muốn để con buồn, con đang mang thai, suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ con à. Sao Dượng ấy nghĩ là con có lỗi chứ, mà không nghĩ gì sao con lại ra nông nổi như vậy? Con cũng là con người,
có trái tim và biết yêu thương, biết đau khổ mà. Là do mẹ, mẹ vô dụng. Tại sao cứ phải bắt con nhẫn nhịn, phải thua thiệt? Tại sao con không có quyền được yêu và sống cho tình yêu của mình hả mẹ? Mẹ biết, mẹ hiểu hết những nỗi uất ức của con. Nhưng thôi con à, hãy cứ nhẫn nhịn cho mọi chuyện yên ổn nha con. Cũng vì nhẫn nhịn, cũng vì chịu đựng mà con thành ra như vậy nè. Con chán bản thân của con chán hoàn cảnh xuất thân của con. Tại sao con lại không có một người cha giàu có và quyền lực để có thể sống theo cảm nhận của mình chứ? Tại sao con lại có một người cha tù tội và cờ bạc như vậy? Tại sao chứ? Con ghét thân thế của mình, con ghét lắm, con ghét tất cả mọi người, con ghét. Ngọc Anh, xin lỗi, tôi muốn hỏi là tối nay anh có rảnh không? Có chuyện gì không cô Hân? Tôi muốn mời anh đi ăn tối để chúc mừng việc hợp tác của hai công ty. Vậy Bảo có đi cùng không? Anh Bảo bận đi gặp khách hàng rồi. Được rồi, vậy 6 giờ tối nay tôi đến trước cửa khách sạn để chờ cô. Dạ. Chào cô. Chào anh. Cô lên xe đi. Cô đang ở đâu vậy? Tôi ra ngoài đi dạo một mình. Anh không cần phải lo. Alo. Alo. Anh cười gì vậy? Tôi thấy mối quan hệ của vợ chồng cô á thật là kỳ lạ. Kỳ lạ gì? Theo cảm nhận của tôi á, hình như vợ chồng cô có khoảng cách, không giống như đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc mà tôi từng nghĩ. Vậy anh cho là vợ chồng tôi không hạnh phúc hả? Tôi có cảm giác như cuộc hôn nhân của cô dựa trên cơ sở môn đăng hộ đối thay vì là tình yêu. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì đó là chuyện riêng tư của vợ chồng tôi, anh đừng quá tò mò. Xin lỗi, đúng là tôi đã tò mò về chuyện riêng tư của người khác. Nhưng mà không hiểu sao
tôi luôn có hứng thú với cuộc sống của cô. Thôi, không nói về đề tài này nữa. Tôi hy vọng là mấy lời tôi nói không ảnh hưởng tới công việc của cô. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không làm ảnh hưởng đến công việc của tôi đâu. Hai người họ thân thiết như vậy, không lý nào chỉ mới biết nhau trong thời gian ngắn gần đây thôi. Lúc mình gọi điện thoại, rõ ràng là hai người đang ngồi chung xe với nhau. Những lời của Nhã Hưng chắc chắn anh ta cũng sẽ nghe thấy. Nhã Hưng sẽ phải nói như thế nào với anh ta về mình đây? Tại sao họ lại có thể tự do thân thiết như vậy chứ? Buồn. Người duy nhất em có thể chia sẻ chỉ là anh thôi. Sao vậy? Anh đã nói với em rồi là phải vui vẻ lạc quan lên. Để chờ anh về rồi mà. Em biết. Nhưng mà không hiểu sao em cảm thấy trống trải quá. Ngọc Anh à, em đang mang thai cho nên khó tránh được tâm trạng lúc vui lúc buồn. Thôi, bây giờ không có suy nghĩ nữa. Tắt máy rồi đi nghỉ sớm đi. Anh vẫn còn có công việc ở đây. Khi nào xong á, anh sẽ gọi cho em liền nha. Vậy nha. Dạ. Anh Bảo dường như đã không còn nồng nhiệt với mình như trước nữa rồi. Anh ấy thật sự thay đổi, không phải do mình quá nghĩ ngợi nữa. Chắc chắn là do Nhã Hơn. Chắc chắn cô ta đang tìm cách cướp đoạt anh Bảo trong tay mình. Cô ta từng tuyên bố sẽ dùng thời gian ở bên cạnh để giành lấy anh Bảo. Lời tuyên bố của Hân đã thành hiện thực rồi. Không được, mình đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Mình không thể mất anh Bảo được. Nhưng mình phải làm cách nào mới được? Mẹ con mình phải làm gì để cho ba và hai mẹ con mình được sống bên nhau mãi mãi? Mẹ sẽ không bao giờ để cho con có cuộc sống bất hạnh giống như mẹ đâu. Tôi... Cô nói trước đi. Cũng không có gì quan trọng, anh nói trước đi. Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô đã cho tôi một buổi tối thật vui, thật ấm áp, mà đã từ lâu rồi tôi chưa từng có. Tôi cũng đang định cảm ơn anh như vậy. Không biết cô ta có ý thức giờ giấc hay không nữa. Giờ này mà còn chưa chịu về nữa. Cảm ơn anh để đưa tôi về. Đây là trách nhiệm của tôi mà. Hình như là anh quên mất việc xin phép đưa vợ người khác đi với mình thì phải.
Sao lại tự ý hẹn hò với vợ của tôi khi không có mặt của tôi? Tôi thành thật xin lỗi anh. Đúng là tôi đã vô tâm khi không xin phép anh. Mời cô Nhớ Hân đi dùng cơm với tôi. Chỉ là đúng lúc anh đi gặp khách hàng, cho nên tôi chỉ mời cô Nhớ Hân thôi. Vậy à? Vậy thì sau này phiền anh nhớ gọi điện thoại thông báo cho tôi biết trước khi anh có nhà ý muốn mời vợ tôi đi dùng cơm. Tôi sẽ lưu ý mà. Hy vọng không vì chuyện này mà quan hệ hợp tác của chúng ta bị ảnh hưởng. Anh yên tâm đi, tôi làm việc rất là rõ ràng. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đưa vợ tôi lên phòng. Đi à. Anh về cẩn thận. Buông tay ra, làm cái trò gì vậy? Cô hỏi tôi làm cái trò gì nữa hả? Cả buổi tối nay cô đi đâu vì làm gì với anh ta? Tôi làm gì, đi đâu là chuyện của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với ai cả. Hai người nhất định có âm mưu gì muốn qua mặt tôi có đúng không? Anh không có quyền hạch hỏi tôi. Tôi đã nhắm mắt ngó lơ cho anh với Ngọc Anh tới với nhau rồi mà. Đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn mà. Khác sao? Nè, mối quan hệ giữa cô với anh ta rõ ràng có sự tính toán từ trước. Cô đang muốn bày mưu tính kế để trả thù tôi với Ngọc Anh mà, đúng không? Tôi thấy là anh đa nghi quá rồi đó. Tôi sẽ không giải thích với anh bất cứ chuyện gì hết. Nếu anh không tin tưởng tôi, anh có quyền ngưng ngay việc hợp tác. Nè, cô nghĩ là tôi không dám làm điều đó hay sao? Tùy anh thôi. Lúc đó anh sẽ phải tự đi giải thích với ba mẹ anh và công ty. Đừng có kéo tôi vô nha. Cô đang hăm dọa tôi đó hả? Hả? Tôi không rảnh để làm ba cái chuyện trẻ con đó. Nè, tôi đang nói chuyện với cô mà. Cô đi đâu đó? Toilet. Đi đi. Việc hợp tác là do mình mà. Đúng thôi, tự mình xem xét kỹ. Còn chuyện cô ấy, cô đi với ai, làm gì là chuyện của cô ấy. Việc gì mình phải khó chịu với cô ta chứ. Mình thì là nhớ giận mà. Đau bụng. Cái gì vậy? Tại sao khuya rồi mà anh ở trong phòng ngủ của nhà Hân? Sao khuya rồi em không ở phòng ngủ, qua đây làm gì? Chúng tôi đã đến với nhau rồi. Nhưng mà anh đâu có yêu nhà Hân. Anh xin lỗi em, bây giờ anh đã có tình cảm với nhà Hân rồi. Hơn nữa điều này thuận theo ý của ba mẹ anh. Anh không muốn làm cho ba mẹ của anh buồn nữa vì sự lạnh nhạt của anh với Nhã Hưng. Không, anh nói dối. Anh nói dối. Không thể như vậy được. Anh bảo em sắp sanh rồi. Thì em sanh đi, anh sẽ nuôi cho. Nhanh lên, sanh đi đưa anh nuôi cho. Không. Mở cửa, mở cửa ra. Tôi muốn gặp con tôi. Trả lại con cho tôi. Tôi xin cái người mà. Trả lại con cho tôi. Tôi xin cái người mà. Nhã Hân, Nhã Hân à, trả lại con cho chị. Trả lại con cho chị đi. Chị muốn gặp con chị. Từ bây giờ không còn là con của chị nữa rồi. Chị đi đi, nếu không đừng có trách. Chị xin em mà. Chị xin em mà Nhã Hân. Trả lại con cho chị đi. Chị xin em mà. Đừng có mơ. Không bao giờ tôi trả nó lại cho chị đâu.
Trả lại con cho chị. Trả lại con cho chị. Tôi xin các người mà. Không được. Bản thân mình phải làm điều gì để thay đổi cuộc sống này. Mình không thể mất hết tất cả như vậy. Tối hôm qua cô ấy không uống rượu. Thật là lạ. Từ lúc mình ở cùng phòng với cô ấy thì không có tối nào cô ấy có thể không uống rượu để ngủ. Cũng có thể là cô ấy đã vượt qua được những sợ hãi và thù hận trong quá khứ rồi chứ. Hay là vì sự xuất hiện của người đàn ông đó. Lâu lắm rồi mình mới được tận hưởng một buổi sáng bình yên như vậy. Alo, anh gọi tôi có chuyện gì không? Không biết là hôm nay anh có hẹn Nhã Hưng, vợ của tôi đi đâu không? Không. Nhận được một bài học từ anh rồi. Nên nếu mà tôi muốn mời cô ấy thì tôi sẽ gọi điện thông báo cho anh mà. Mà sao lại gọi điện hỏi chị Nhã Hưng vậy? Đã xảy ra vấn đề gì giữa hai người à? À, không có. Tại vì cô ấy nói là đi ra ngoài đi dạo. Nhưng mà tôi gọi điện thoại hoài mà không được, cho nên tôi thấy lo. Gọi điện thoại anh hỏi thăm gì mà. Thôi xin chào anh nha. Chào anh. Xin lỗi đã làm phiền anh. Không có gì. Phụ nữ mà muốn lấy lòng đàn ông, trước tiên là mình phải biết làm đẹp. Chị coi đi, đẹp hơn trước không? Trời ơi đẹp quá à. Màu son xuất sắc. Trời ơi đẹp quá em ơi. Trời ơi cái mặt chị sáng ra, đẹp quá đẹp em ơi. Đẹp quá em. Trời ấn tượng quá à, chị thích cây son này quá. Em, cho chị đi. Hả? Không được đâu, em thích cây son này lắm. Mỗi lần mà em đánh cây son này lên, ai nhìn cũng thích hết trơn á. Đánh son này, ai nhìn cũng thích hết hả? Cảm ơn em nha. Trời ơi, ai mà đẹp thế kia? Mỹ nữ chứ ai. Đẹp, màu môi, hợp với bộ đồ của chị ha. Làm nổi bật cái tính cách của chị luôn á. Còn nữa, chị chờ nha. Chị thấy sao, đẹp không? Cho chị hả em? Đẹp quá à. Cầm giùm chị, cầm giùm chị. Chị mỹ nữ làm gì vậy? Thay áo. Trời ơi, cái này em cho chị mà. Chị cứ đem vào phòng thay đi. Nhưng mà nó đẹp quá à. Trời ơi, chị nôn mặt nó quá à. Trời ơi, chị mà thay chậm một chút á là chị chết liền đó em. Trời ơi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Trời ơi, đẹp quá. Chị quên cái áo nè. Cảm ơn em nhé. Trời ơi, thích quá à. Áo đẹp quá à. Thương em lắm á. Em đẹp mà cái áo này cũng đẹp nữa. Trời ơi thích quá à. Không cảm ơn chi. Nha. Trời ơi thích quá à.
Các điều khoản đã bàn xong rồi. Vậy tôi xin phép để tôi đưa cô về khách sạn. Không cần đâu. Tôi cũng chưa có ý định về khách sạn vào lúc này. Hôm nay tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô muốn đi đâu tham quan, tôi sẽ đưa cô đi. Mình có nên tiếp cận và tìm hiểu anh ta nhiều hơn không? Rõ ràng đó là điều mình đang muốn mà. Không cần đâu. Như vậy thì phiền anh lắm. Vậy tôi cũng không muốn miễn cưỡng cô. Tôi đi trước nha. Em ơi, tính tiền. Dạ. Không cần đâu. Để đó tôi tính. Tôi muốn ngồi thêm ở đây. Vậy tôi xin phép. Nhưng từ khi vợ tôi mất, tôi lại thấy chỉ có cái đắng của cà phê mới làm dịu được nỗi đau trong lòng mình. Em ơi, cho chị một ly cà phê đen, không đường. Dạ. Alo, tôi nghe. Xin hỏi quý khách có muốn trả phòng không ạ? Khi nào tôi muốn trả phòng, tôi sẽ báo cho cô biết. Dạ, cảm ơn quý khách ạ. Dạ. Chuyện gì vậy chứ? Mà kệ cô ta đi. Tại sao mình phải chờ cô ta chứ? Cô đang ở đâu sao cô không bắt máy đi trời? Mình thật ngớ ngẩn. Bản thân mình đang muốn gì đây chứ? Sao cứ đi trong vô định như vậy? Cô đang giở trò gì đây chứ? Tôi không rảnh chờ đợi cô đâu. Cô trả lời cho tôi biết đi. Anh ta phải nghĩ tới mình thôi. Dù cho đó là sự quan tâm nhằm vào mục đích gì, nhưng đó không phải là điều mình muốn. Bản thân mình lại nghĩ tới một điều khác. Một người khác. Chúc mừng chúng ta có một buổi tối vui vẻ. Sao anh lại nhìn tôi vậy? Cô biết không, lâu rồi tôi không có cảm giác ấm áp như vậy. Có lẽ là do công việc của anh bận rộn thôi. Không, tôi vẫn có những cuộc hẹn, nhưng chưa có cuộc hẹn nào làm cho tôi có cảm giác giống như lúc này. Lúc trước tôi cũng hay nhận được những lời nói đùa như vậy. Có phải anh cũng đang muốn đùa với tôi phải không? Cô nhìn tôi có giống như đang nói đùa không? Tôi cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu mà tôi lại có suy nghĩ bản thân mình có thể mở lòng với cô như vậy. Chị ấy là vợ của anh phải không? Phải. Tôi từng có một mối tình thật đẹp. Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước. Khi tôi chưa có sự nghiệp vững vàng trong tay, tôi và vợ tôi yêu nhau đến không thể rời xa, nhưng luôn bị gia đình bên vợ ngăn cấm. Lúc đó có thể nói
tôi là một con người hoàn toàn khác so với bây giờ. Thích ăn chơi, tụ tập với bạn bè. Nhưng khi gặp cô ấy thì tôi đã hoàn toàn thay đổi. Vì quá yêu tôi nên lúc cô ấy mang thai, hai chúng tôi đã trốn nhà để sống cùng nhau. Chúng tôi sống thật hạnh phúc bên nhau. Tôi không ngờ cái ngày chờ đợi đứa con của tôi ra đời là cái ngày mà vợ tôi đã rời xa tôi mãi mãi. Thật đáng buồn. Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến cho cô phải buồn vì chuyện cũ của tôi như vậy. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Vì anh đã coi tôi như tri kỷ, mà không ngần ngại chia sẻ chuyện riêng tư của mình. Dù chúng ta chưa hề thân quen, nhưng mà tôi sẵn sàng lắng nghe chia sẻ của anh. Tôi cũng không nghĩ chúng ta lại có duyên với nhau như vậy. Sự quan tâm nồng nhiệt, sự bất cần, và cả một bí mật ẩn sâu trong con người đó, mình thấy thật tò mò. Anh đi theo tôi hả? Tôi cũng từng có những ngày đi rong ruổi mà không xác định được mục tiêu giống như cô vậy. Đó là lúc trong con người tôi đang mất đi phương hướng, không biết mình cần gì và muốn gì. Những lúc như vậy á, một ly cà phê đen không đường sẽ giúp cho trí óc thư thả hơn. Anh nói đúng. Tôi đúng là đang trong tâm trạng như vậy. Vậy lúc đó anh đã làm như thế nào để vượt qua tâm trạng đó và lấy lại thăng bằng? Cô thử uống một hớp cà phê này và nhắm mắt lại, để cho cảm xúc trôi theo bản năng. Dạ, con mời hai bác uống trà. Đây là trà sâm dứa, rất có lợi cho tim. Không ai sai cô làm việc này hết. Đi đứng, pha nước sôi, rủi té hay phỏng, rồi ảnh hưởng tới cháu tôi sao đây? Dạ, con sống trong nhà này, được hai bác cưu mang, mà con không làm gì, con ngại lắm. Con chỉ muốn làm mấy việc nhỏ nhặt để cảm ơn hai bác thôi. Không cần đâu. Nhiệm vụ của cô dưỡng thai cho tôi là được rồi. Đừng có bày trò nữa. Cô về phòng của mình đi. Đừng có ở đây rề rà, làm tôi khó chịu lắm. Dạ, vậy con xin phép về phòng. Con xin phép. Sao bà cứ khắt khe quá vậy? Con nhỏ chỉ có ý tốt, bà không nhận thì thôi. Đừng có nặng nhẹ với nó như vậy. Tôi không có thiện cảm với con nhỏ này một chút nào hết. Mà cho dù có, tôi cũng không thể hiện ra mặt. Không khéo nó lại hiểu lầm là nó được thay thế con Hân làm dâu trong cái nhà này. Đừng có hòng, không bao giờ xảy ra cái chuyện này đâu.
Chào chị. Dạ, chào anh. Chị đi chùa lễ Phật hả? Dạ. Bọn chèn ở tương trường bao nhiêu năm, bây giờ tôi thấy mệt rồi. Thời gian này tôi chỉ thích đi chùa để nghe thầy thuyết pháp, rồi về nhà ngồi thiền, tập dưỡng sinh. Công việc thì gần như tôi muốn giao hết cho thằng Bảo quản lý. Không biết Ngọc Anh sống bên đó như thế nào? Nó có làm gì phật ý anh chị hay không vậy? Ngọc Anh là đứa con gái tốt. Chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng thấy có lỗi với con bé. Tôi thấy Ngọc Anh cũng dần quen với bên Gia Hưng rồi. Dù có thế nào, tôi cũng có hướng thu xếp để tránh cho Ngọc Anh bị tổn thương ít nhất. Chị cũng đừng quá lo lắng. Dạ, được như vậy thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Không thể có chuyện ông Hải lại có liên quan trong việc muốn xô đẩy mình tới với ông Quân như lời ông Bách nói được. Một người sống chan hòa, hiểu chuyện và cư xử tử tế như ông Hải không thể nào làm những chuyện như vậy được. Có điều này không phải, nhưng nếu cứ để trong lòng, tôi thấy bất nhẫn với bản thân mình quá. Nên tôi muốn hỏi anh. Là chuyện gì? Chị cứ nói đi. Chuyện dù là như thế nào thì tôi cũng muốn nơi thiêng liêng này sẽ hóa giải hết mọi điều trong quá khứ. Mà thật ra là chuyện gì mới được chứ? Ông Bách, ba của Ngọc Anh, chồng cũ của tôi, có phải là nạn nhân của một ý đồ xấu xa của ai đó hay không? Mà anh có biết điều đó hay không? Tôi biết. Cả anh và ông Quân đã hại ông Bách chỉ vì muốn tôi chấp nhận làm vợ ông Quân, đúng không? Chỉ đúng một phần thôi. Chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng chỉ cần biết như vậy thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chào anh. Chào chị. Đồ bảy, đi đi. Đôi bồi. Giữ ta. Có thì ăn đi, nhịn gì không biết nữa. Đánh bài mà mày nghiệm quá mày ơi. Xuống luôn, đói heo luôn. Trời ơi. Đi đi. Qua luôn. Sao? Chắc thua quá. Xui cho em yêu. Tới quý bời. Tới nhà. Tới nhà. Tốn theo luôn. Thì sao? Đi đi. Đây. Tới luôn à. Hết chưa? Má. Sáng giờ xui. Thu quái gì ta? Chửi gì mày ơi. Có ngày đỏ thì phải có ngày đen chứ. Xui quá à? Muốn gỡ không? Chơi gì lớn lớn chút xíu đi. Lớn là sao? 5-10 đi, chứ chơi cái này ít quá à, không có sướng. 5-10 là nhiêu? 5 xị một chai đi. Gì gì dữ vậy cho nội? Không đủ tiền hả? Về đi. Chơi luôn. Thấy chưa? Mày thấy đại huynh của tao chưa? Muốn chơi là chơi à, không phải nhát như tụi mày đâu. Chơi luôn. Ê, 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 mới nói chơi đi đâu vậy? Đi đá một cái. Xả xui hả? Ê, có khi nào mày đái xong mày vô quấn bài thắng không mày? Chê đi, nói nhiều quá. Lẹ nha. Ừ. Chê đi vô liền à. Hôm nay xui mặt bí xị. Công an!
đang tới kìa. Con ai tới kìa? Chạy đi, chạy lên. Chạy đi, chạy lên, chạy lên. Chạy đi, mẹ mày, chạy nhanh lên. Trốn kịp, không thôi là vô trong trống nữa rồi. Ma luôn. Đúng là cái số chó mà. Mất sạch sẽ nó hết tiền nữa rồi. Tặng cô nè. Cảm ơn anh. Hôm nay tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn vì anh đã đi với tôi trong ngày hôm nay. Tâm trạng của cô sao rồi? Thì đành trôi theo cảm xúc của tôi. Bây giờ theo cảm xúc của mình. Tôi không muốn nghĩ gì cả. Thật khó có thể tin một ông giám đốc giàu có và thành đạt như anh lại có thể đi bộ và ăn vặt lề đường, chơi trò chơi trẻ con. Cũng như cô đã nói đó thôi. Thả trôi cảm xúc, quên đi địa vị và trút bỏ gánh nặng tiền tài thì con người mình trở nên nhẹ nhàng hơn thôi. Bây giờ tôi có định hướng cho mình rồi đó. Tôi sẽ về nhà trút bỏ bộ quần áo bụi bặm nè, về lên giường ngủ một giấc thật ngon. Tôi cũng nghĩ như vậy. Một lần nữa cảm ơn anh, một đối tác vô cùng đặc biệt. Vậy cô có thể xem tôi là người bạn chứ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Bất cứ lúc nào anh cần chia sẻ, tôi sẽ là người lắng nghe. Cô vô đây. À, anh làm cái gì vậy? Cô trả lời tôi biết đi. Cả ngày hôm nay cô đi đâu? Anh lấy quyền gì mà chất vấn tôi? Cô thật là quá đáng. Cô đừng có nghĩ tôi giống như là con rối của cô vậy. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó. Tôi không bao giờ làm con rối như cô sai khiến đâu. Tôi đâu có ép anh phải làm như vậy. Chính anh nói anh sẽ về trước, rồi bây giờ anh ở lại là tự ý của anh. Sao bây giờ lại trách móc tôi? Cô có biết là cả một ngày tôi mất thời gian vì sự vô cớ của cô không? Cô đừng có làm gì gì cũng luôn nghĩ cho mình là ông trời, là nhất có được không? Cô phải suy nghĩ cho những người xung quanh của cô nữa chứ. Thật không ra làm sao hết. Tại sao tôi lại phải bị cuốn vào những chuyện dớ dẫn của cô? Tôi không thể nào đoán được cô đang muốn gì, nghĩ gì. Và ngày mai cô sẽ thay đổi ra sao? Tất cả tôi sắp bắt điên lên rồi. Khi phải suy nghĩ, phải đối phó với sự thay đổi của cô. Xong chưa? Anh coi đi, tôi đã xem xét và thỏa thuận xong hợp đồng rồi. Bây giờ anh có ký hay không là quyền của anh. Nhiệm vụ của tôi vô Sài Gòn để hoàn tất rồi nha. Tôi mệt rồi.